nhiều loại quà này các cháu. Các bạn nhỏ nào hôm nay không lên là sẽ rất quý một cơ hội nhận quà của chú này. Hôm nay có rất nhiều những quà đặc biệt để dành cho các cháu đây. À, chúng ta xếp hàng nào. Không chơi trò chơi với chú nào. Còn bạn nào lớn, còn bạn nào lớn bước lên sân khấu đi ạ. Hôm nay chú có rất nhiều những phần quà đặc biệt để gửi tặng cho các cháu. Nếu như bạn nào bỏ lỡ cơ hội hôm nay thì sẽ không được nhận quà của chú đâu. À, chúng ta xếp hàng nào. Các bố các mẹ đưa các máy cho con lên trên phía sân khấu để cùng chơi trò chơi. Chắc không lấy máy rồi. Là trò chơi của chú là trò chơi đầu tiên. Trò chơi đầu tiên của chú được mang tên là muỗi đốt. Có bạn nào bị muỗi đốt chưa? Có bạn nào bị muỗi đốt chưa? Có bạn nào bị muỗi đốt rồi chưa? Cảm giác như thế nào? Đau à? Và đúng rồi, hôm nay trò chơi của chú là trò chơi mang tên muỗi đốt. Nếu như bạn nào mà là bị thua như ngày hôm nay sẽ bị muỗi đốt rất đỏ đấy. Có sợ không? Không sợ ấy. Chắc chắn chưa? Không sợ nhá.